nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2021. Sáng ngày 5 tháng 6 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, số 1 đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đoàn đại biểu đã thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại những nén hương thơm và những đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân vì nước của Bác. Đoàn cũng tham dự triển lãm Nguyễn Tất Thành Hồ Chí Minh từ bến cảng Nhà Rồng đến quảng trường Ba Đình lịch sử. Buổi triển lãm nhằm giới thiệu về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam. Sáng ngày 5 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc siêu thị Nghĩa tình Thủ Đức và triển khai chương trình đi chợ giúp dân mùa Covid-19 trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Theo đó, siêu thị Nghĩa tình Thủ Đức gồm một số mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, gia vị được bố trí tại trung tâm thương mại Gigamon Thủ Đức ở số 240-242 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, ban tổ chức triển khai chương trình đi chợ giúp dân mùa Covid-19. Tình nguyện viên sẽ đi chợ tại siêu thị Nghĩa tình Thủ Đức và phân phối miễn phí sản phẩm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại các khu vực đang thực hiện biện pháp phong tỏa, cách ly y tế trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Mỗi suất quà trị giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Mỗi hộ dân thuộc đối tượng chăm lo được hỗ trợ một lần một tuần. Hoạt động diễn ra từ 6 đến 11 giờ các ngày, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trong tháng 6. Sáng ngày 5 tháng 6, Trung tâm Y tế quận Gò Vấp vừa phát đi thông báo khẩn gửi thủ trưởng các đơn vị có cán bộ công chức viên chức, người lao động đang cư ngụ trên địa bàn quận Gò Vấp, trụ sở hoạt động ngoài quận Gò Vấp, nhanh chóng lập danh sách để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, thời gian các đơn vị lập danh sách cán bộ công chức viên chức, người lao động gửi về Trung tâm Y tế quận Gò Vấp chậm nhất là 14 giờ ngày 5 tháng 6. Từ đó, Trung tâm Y tế quận sẽ lên kế hoạch tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vào lúc 17 giờ chiều cùng ngày. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Hòa, chi phí xét nghiệm từ nguồn kinh phí của nhà nước, Trung tâm Y tế quận sẽ hỗ trợ xét nghiệm. Trong trường hợp đông quá sẽ đề xuất Sở Y tế cử người hỗ trợ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành giá vé vận chuyển hành khách công cộng có trợ giá trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh – Hà Đông. Cụ thể, giá vé tuyến từ 7.000 đồng đến 15.000 đồng, tùy theo chặng sử dụng. Giá vé ngày là 30.000 đồng một người một ngày, không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến. Giá vé tháng có các mức 200.000 đồng một người một tháng cho hành khách phổ thông, 100.000 đồng một người một tháng cho học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp. Ngày 5 tháng 6, Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 Quảng Trị cho biết đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Hải Lăng tăng cường kiểm soát đối với trường hợp tái dương tính trong thời gian cách ly tại nhà ở xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Theo đó, ngày 4 tháng 6, tỉnh Quảng Trị ghi nhận một trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly tại nhà ở xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, bệnh nhân 3.211 ghi nhận tại Thừa Thiên Huế. Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 Quảng Trị yêu cầu địa phương gia hạn thời gian cách ly tại nhà, theo dõi y tế chặt chẽ, thường xuyên giám sát việc thực hiện nghiêm các quy định cách ly tại nhà. Sáng ngày 5 tháng 6, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ghi nhận 2 trường hợp mắc Covid-19. Hai trường hợp mắc Covid-19 là ông NVM, 56 tuổi và bà NTH, 52 tuổi, có địa chỉ thường trú tại tổ 12, Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Theo điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy, ông M và vợ là bà H là lao động tự do, thường trú tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nơi ở hiện tại tổ 12, Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Trước đó, sáng ngày 30 tháng 5, ông M và bà H đi máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Vinh, tỉnh Nghệ An, sau đó được người nhà ra đón bằng xe riêng về nhà tại tổ 12, Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Ngày 4 tháng 6, sau khi biết được thông tin người tiếp xúc gần ở Bình Dương mắc Covid-19, gia đình ông M đã liên hệ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm cho ông M, bà H và 6 thành viên đã tiếp xúc gần trong gia đình. Kết quả cho thấy ông M và bà H dương tính với SARS-CoV-2. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6, hình thái thời tiết chủ đạo ở Nam Bộ và Tây Nguyên như sau.
có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong khi đó, ở miền Bắc, đợt nắng nóng gay gắt 40 độ C kéo dài đã thực sự chấm dứt từ ngày 4 tháng 6, trời mát và dễ chịu. Cảnh báo từ đêm ngày 6 tháng 6 đến khoảng ngày 11 tháng 6, ở Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa dông diện rộng. Riêng đêm ngày 6 và ngày 7 tháng 6, có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Tại miền Trung, dự báo do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp, có trục ở khoảng 19 đến 22 độ Vĩ Bắc, kết hợp với hiệu ứng phơn, nên ngày hôm nay ngày 5 tháng 6, khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Rạng sáng ngày 5 tháng 6, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Đà Lạt đã kiểm tra và phát hiện hai cơ sở kinh doanh karaoke Victory số 17 và karaoke điểm hẹn số 17A, đường Nguyễn Trãi, phường 10, ngang nhiên mở cửa hoạt động giữa mùa dịch Covid-19. Tại cơ sở kinh doanh karaoke Victory, lực lượng chức năng phát hiện có 22 nam nữ là khách đến hát và 3 nhân viên phục vụ. Chủ cơ sở kinh doanh này khai nhận toàn bộ khách hát đều được phục vụ chung tại một phòng VIP. Tại cơ sở kinh doanh karaoke điểm hẹn ở bên cạnh, sau 2 giờ đồng hồ tắt điện, đóng cửa để cố thủ, lực lượng chức năng mới vào được bên trong để kiểm tra và cũng phát hiện có 22 nam nữ hát tại 3 phòng VIP. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP, trong 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu thủy sản cả nước đạt 3,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ. Trong đó, mặt hàng tôm đạt 1,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 14%. Ngoài ra, mặt hàng cá tra cũng đang phục hồi cao hơn dự kiến khi đạt 134 triệu đô la Mỹ trong tháng 5, tăng 26%. Tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra 5 tháng đầu năm 2021 đạt 623 triệu đô la Mỹ, tăng 12%. Theo VASEP, thị trường Mỹ đang chiếm 21% xuất khẩu tôm của Việt Nam, nên sự hồi phục của thị trường này là đòn bẩy cho xuất khẩu tôm bật lên mạnh mẽ hơn trong năm 2021. Xuất khẩu cá tra sang Mỹ đang trên đà phục hồi và bứt phá, với mức tăng 136% trong tháng 4 và tăng khoảng 200% trong tháng 5, đưa kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 135 triệu đô la Mỹ, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 4 tháng 6, Trung Quốc đã phản đối việc Tổng thống Mỹ Joe Biden bổ sung 28 công ty Trung Quốc vào danh sách đen bị Washington áp đặt trừng phạt với lý do liên quan đến lĩnh vực công nghệ do thám hoặc quốc phòng. Như vậy, số công ty Trung Quốc có tên trong danh sách đen này tăng lên 59 công ty. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh, Bắc Kinh hối thúc Washington tôn trọng luật lệ và nguyên tắc thị trường, đồng thời rút khỏi danh sách các công ty Trung Quốc mà giới đầu tư Mỹ không được đầu tư. Ông Uông Văn Bân cũng kêu gọi Washington có hành động bình đẳng và không phân biệt đối với các công ty Trung Quốc. Trước đó, ngày 3 tháng 6, Tổng thống Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp, trong đó cấm các thực thể Mỹ đầu tư vào một loạt công ty Trung Quốc trong danh sách trên vì cho rằng những công ty này có liên quan đến các lĩnh vực quốc phòng hoặc công nghệ do thám. Lệnh cấm đầu tư có hiệu lực từ ngày 2 tháng 8 và các cổ đông hiện tại có thời hạn 1 năm để rút đầu tư.